Đây là siro hôm nay cho sang bên trại lấy giống. Thắng. Xe mình đâu? Nào. Lên bên này mà. Bên đấy là sao lên được? Mở bên nào lên bên đấy chứ này. Lên đi. Ok ngồi đấy. Cho siro ra đây ngoan nghiêng tí. Anh Tân đi ra chỗ xe đi, cho nó sẽ hóng cho nó bảo vệ. Anh sờ cái xe đi. Giả vờ mở cửa đi. Xe nhà mình đấy. Kìa. Ra anh mở xe nhà kìa. Ừ. Anh Tân ra đứng đằng sau em. Tay giả vờ đánh gió thì đừng đập vào người, điện thoại nó rung. Giả vờ đánh gió người thôi. Đây mà vẫn đang gầm gừ đấy. Thôi được rồi, đùa thế thôi nhá. Nào bắt tay nào. Ok nhá. Đây này, đùa thôi. Ok thôi, siro lên xe đi. Không nhầm 2005 có hai con như thế này. Đây là siro hôm nay cho sang bên trại lấy giống. À, xốp để cái đồ hôm trước chở cái tivi. Nhìn đây nào. Chị rồi. Ừ. Nào, nhìn đây. Thế nào xinh gái nhỉ? Xinh gái nhỉ? Quay mặt đây nào. Nào quay mặt đây. Thế nào xinh gái quay mặt ra đây xem nào. Con siro xấu gái không dám quay à? Hả? À? Siro ơi. Đứa nào xinh thì quay ra đây. Trời ơi, khổ thân con bé xấu gái, bảo quay ra không dám quay. Xấu gái à? À. Xấu gái bảo quay ra không dám quay. Thế trở lại cho siro lên xe đi. Siro lên đi. Lên 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 lên. Đi, người ta mẹ cứ muốn một bước lên trên ghế luôn. Người ta phải bước lên trên kia trước đây. Và mấy con kia nó lại ầm mỹ lên đi. Qua đi. Rồi, đưa dây được. Không, đỡ mông. Các bảo siro qua ấy. Rồi, ok. Vượt vào.
Ok, chào mọi người. Ngày hôm nay thì cho Siro sang lấy giống ở bên trại. Cũng có một cái tin buồn và một tin vui muốn báo với mọi người, là những người quan tâm đến các cái đàn chó con của trại ấy. Thì cái đàn chó con 8 con mà có quay trước Tết đấy, thì đến hôm nay là chính thức là đã ra đi hết rồi. Là sau cái đợt lạnh thì con chó nó không may nó bị nhiễm lạnh. Nói chung là nó cũng do những cái nguyên nhân chủ quan nữa. Nhưng mà tóm lại là cái đàn 8 con nên là đã hy sinh hết. Không còn chó con, cho nên là đấy là thông báo luôn để cho các bạn mà đang chờ cái video cái đàn chó con đấy. Là mình có hẹn là ra Tết là sẽ có video. Ra Tết thì nó có mấy cái ngày mưa ấy, thì lại không quay được. Sau mấy cái ngày mưa ấy thì đến mấy ngày trước thì nó phát sinh đó, thì cái đàn 8 con đấy là sẽ không còn cho con. Và cái đấy là tin buồn. Còn cái tin vui ấy là đã có một con nữa đẻ, là con Lucky. Con Lucky là đã đẻ và thêm hai con nữa bầu sắp đẻ, là con Nancy ghép với con Loki và con Vina ghép với con Marvin, thì đều là bầu bụng to, chắc là sẽ nhiều cho con. Và Siro thì hôm nay lấy giống này, và một cái đàn nữa, hiện tại bây giờ đang có một cái đàn 8 con nữa, nhưng nó mới đẻ có mấy ngày thôi, là con của con Loki với một cái con chó cái ngoài đó. Thì mọi người sẽ chờ, nếu mà mọi người chờ cho con là gần nhất là sẽ là cái đàn cho con 8 con đó, là ở mức giá rẻ. Đàn 8 con mà mới được mấy ngày tuổi nhé, chứ không phải là cái đàn 8 con mà nó không may nó ra đi kia. Là một, và cái đàn 2 con của con Lucky nó đẻ được 4 con nhưng mà nó giữ được có 2 con thôi. Còn 2 con bầu thì chưa đẻ, sắp đẻ thôi. Thì mọi người mà thích cho con, mọi người sẽ chờ những cái đàn cho con đó. Qua cái đợt này cũng là cái đàn cho con này, thì mọi người sẽ thấy được là để có một cái đàn cho con nó không hề dễ dàng. Nó rất nhiều thứ rủi ro nó có thể phát sinh ở trong cái giai đoạn từ con chó con, từ cái lúc mà con chó cái nó mang bầu, nó có thể nó nguy cơ sẩy. Nó đẻ ra ấy, thì cho con thai nó khỏe hay không, thai nó khỏe rồi, cho con nó khỏe rồi, thì nó còn có cái nguy cơ bệnh dịch ở trong cái giai đoạn con chó con từ khi mà nó cai sữa cho đến cái sau đến hết cái thời gian mà đủ để nó tiêm 2 mũi vaccine đó. Như cái đàn chó con kia là nó 50 ngày, cái đàn 8 con ấy nó 50 ngày nó mới phát sinh, nó 47-48 ngày nó mới phát sinh, là mà nó vẫn cứ rơi rụng, mà nó rơi rụng hết luôn, chứ nó không lại, bởi vì cái này nó là do mình do chăm cái con chó là chủ quan là cái vấn đề thời tiết để nó bị nhiễm lạnh. Còn trong cái trường hợp, những cái trường hợp nó có những cái bệnh dính những cái bệnh truyền nhiễm, nó còn nguy cơ bệnh truyền nhiễm nữa. Nhưng nếu mà những cái đàn vào nguy cơ bệnh truyền nhiễm ấy thì cái tỷ lệ của nó ra đi của nó cũng tương tự như thế. Nhưng mà đây đơn giản là chỉ là bị nhiễm lạnh, bị cảm lạnh sâu thôi, do thời tiết, do chủ quan. Đèm sưởi rồi là thấy nó yên tâm rồi, nhưng mà chưa, vẫn chưa phải là đảm bảo đâu. Thì đó, để mọi người sẽ thấy được là một con chó con là nó, để có một cái đàn chó con là nó cũng là rất là nhiều yếu tố. Tất nhiên ở đây là nó là những cái mang cái tính chất là nó không may mắn thôi. Chứ còn nếu mà như bình thường ấy, thì cái đàn chó con như thế là nó sẽ có cái đàn chó con cho mọi người chọn rồi. Nhưng như lần này, như năm nay thì nó cũng không may mắn lắm. Nó cũng giống đầu năm ngoái. Thì hy vọng là cái đàn 8 con mà mới đẻ này, mấy ngày này, và cái đàn 2 con cộng với lại 2 cái con bầu sắp đẻ nó đều sẽ thuận lợi, thì vẫn có nhiều cho con để cho mọi người chọn, mọi người mất công, mọi người chờ lâu hơn một chút thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Lần này con Siro ấy thì nó lấy giống với một con đực ở bên ngoài, thì khi nào mà cho con mà nó, khi nào nó đẻ thì mình sẽ có giới thiệu về cái con đực sau, nó là con đực ngoài, không là con đực của trại. Thành ra là mình cũng không có lấy giống, nhưng mình không có quay video. Thì đến lúc mà có cho con thì mình sẽ giới thiệu về con đực này cho mọi người, mà ai mà quan tâm thì có thể lựa chọn. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.